như anh em mình hay nói với nhau ấy, là ông thủ môn nào trong đầu nó cũng có tí điện. Mọi người hiểu cái vấn đề không? Mà điện nó phải gặp điện nó mới hợp nhau được mọi người ạ. Chắc là sự cô đơn khi thi đấu trên sân này ạ. Thủ môn nó là vị trí rất đặc biệt. Và lên đây quan trọng đặc biệt là nhận ra hóa ra có rất là nhiều người giống với mình. Vâng, thủ môn là một vị trí vô cùng đặc biệt trong các đội bóng. Và ngày hôm nay thì Cường Hôm Hay xin mời anh em đến với một câu lạc bộ có hàng trăm thành viên là những thủ môn phong trào, và chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của họ về vị trí đặc biệt này ở trên sân bóng. Câu lạc bộ của em thành lập từ 2008 anh Cường ạ. Hiện tại là được 15 năm rồi. Và dao động thì trung bình là khoảng 2 đến 30 người, nhưng mà thời gian này thì đông. Trên danh sách là 80 người và đi tập thường xuyên với câu lạc bộ là 50 người trên sân. Lý do gì mà mình quyết định tạo ra một câu lạc bộ các anh em thủ môn sinh hoạt như này đúng? Chắc là sự cô đơn khi thi đấu trên sân này ạ. Thủ môn nó là vị trí rất đặc biệt, và khi ở trên sân thì luôn có cảm giác là hơi khó để chia sẻ cái cảm xúc của một thủ môn với cái đồng đội. Nó thật sự là như vậy. Ở những cái thời điểm cách đây khoảng 10-15 năm thì em thấy nó còn cô đơn hơn nữa. Ít người hiểu mình lắm. Thế nên là mấy anh em gom lại để chia sẻ và cùng nhau gọi là tập luyện để nâng cao cái trình độ của mình. Khó khăn kia về duy trì một cái câu lạc bộ, đặc biệt là cũng toàn những em thủ môn này, hơi đặc thù một chút. Thì đâu có thể chia sẻ những cái khó khăn từ ngày đầu tiên thành lập và đến thời điểm này thì nó còn đang tồn tại những khó khăn gì để có thể duy trì được anh em? Em nghĩ khó khăn ở cái thời điểm đầu thì vẫn là vấn đề kinh tế. Lúc ấy là sinh viên đấy, mọi người thì anh em cũng toàn sinh viên với nhau, thì vấn đề ở những ngày đầu đó là kinh tế. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là nó cũng không còn khó khăn gì nữa rồi. Anh em, tất cả anh em đều chung đam mê, và em cũng đã có những cái nguồn thu nhập để có thể phục vụ cho bù đắp lại cái vấn đề thiếu hụt về kinh tế. Còn ở đây nhìn anh em ra sân đông vui và đam mê chia sẻ tập luyện, đấy là quá tuyệt vời rồi, không còn khó khăn. Trước hết là phí sinh hoạt thì một tháng ở đây anh em là 200.000, sẽ bao gồm tiền sân này, tiền dụng cụ này, và tiền trả cho các huấn luyện viên, tiền công cho các huấn luyện viên. Quy chế hoạt động thì bọn em là 3 tháng bọn em sẽ kết nạp thành viên một lần. Và cũng 3 tháng đấy, trong cái buổi kết nạp thành viên mới thì sẽ là cái buổi kiểm tra trình độ luôn, để phân nhóm lại thành viên. Bởi vì số lượng rất đông nên bọn em sẽ phân ra. Và tại sao lại phải phân? Bởi vì chính là vì là bên em là không có kiểm tra trình độ, không có giới hạn một cái gì cả. Nam, nữ, độ tuổi bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng anh em đam mê và yêu thích thủ môn là được. Còn bọn em tập sáng chủ nhật hàng tuần, sân bóng Đại Từ, 7 giờ sáng. Bọn em sẽ có những bạn từ Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình. Các bạn ấy đi sáng giờ, các bạn đi từ sáng sớm lên đây đi tập và về Hòa Bình, rồi Thường Tín, rất là xa, rất là đam mê luôn anh ạ. Mình tên là Trần Đức Dũng, mình là thủ môn của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, đang thi đấu ở giải bóng đá vô địch quốc gia. Mình lên đây để mình trực tiếp hướng dẫn anh em, cảm thấy là anh em rất là vui vẻ và rất là đam mê. Đấy, thực sự là các bạn thủ môn đây rất là nhiệt huyết và đam mê đấy. Không phải là ai người ta cũng dậy được 6-7 giờ sáng, có người đi xe máy từ dưới Nam Định, đi từ các tỉnh thành lân cận khác lên đây để người ta tập luyện thì người ta rất là nhiệt tình. Mình rất là trân trọng cái điều đấy. Như anh em mình hay nói với nhau ấy, là ông thủ môn nào trong đầu nó cũng có tí điện. Mọi người hiểu cái vấn đề không? Mà điện nó phải gặp điện nó mới hợp nhau được mọi người ạ. Chứ bây giờ bảo ông điện mà tự nhiên lại đi với một ông nào nó không liên quan đến điện thì khó nói chuyện lắm. Cái đây thì anh em dễ hiểu rồi. Và lắm lúc là thủ môn ở trong gôn ấy thì mình bị nói những câu rất là oan, kiểu như là các đồng đội vì không biết là vị trí mình có những khó khăn như thế này thế kia. Thế nên là em muốn là anh em có một cái nhóm, đơn giản là tức là vừa tập luyện và vừa chia sẻ với nhau những cái khoảng thời gian đấy. Khó khăn lớn nhất của anh em câu lạc bộ môn từ xưa đến nay vẫn là cái vấn đề sân bãi, vì cái động tác mà anh em tập ấy phải lăn phải đổ trên mặt sân này có gì để nói rất là đau. Như trong một trận đấu anh em chỉ đổ 1-2 phát thôi thì ok, nhưng mà trong một buổi tập các bạn phải đổ hàng chục phát, hàng trăm phát như thế thì nó rất là đau, và cái đấy thì nó hơi khó khắc phục đấy. Đấy thì mong muốn trong tương lai thì có lẽ cái việc đầu tiên nó cũng chỉ
mong là anh em sẽ có một cái mặt sân tốt hơn để mà chơi, hạn chế những cái chấn thương không đoàn có. Và cái thứ hai nữa là mong thì vẫn cứ là như ước nguyện ban đầu thôi, mong là những cái gì về phong trào, về chuyên môn thủ môn nó sẽ được phát triển. Và từ cái nguồn cảm hứng này thì hy vọng là trên cả nước mình, ở mỗi một tỉnh thành chẳng hạn đấy, sẽ có những cái câu lạc bộ và anh em sẽ có những cái sân chơi chung, anh em thủ môn có những sân chơi chung vui vẻ như thế này. Bản thân em sinh hoạt ở câu lạc bộ này tính ra từ đợt độ khoảng chắc khoảng 2-3 tháng cũng mới đấy. Thì cái mà thấy thoải mái thích thú nhất thì là anh biết thì ở đây cũng có thủ môn Trần Đức Dũng và một số anh em phủi, thì được cái là cái kỹ thuật. Tự như bản thân em, kể cả ví dụ em chơi rất là nhiều năm nhưng mà chơi theo cái tính gọi là học mỗi anh em một tí, kể cả anh em cấp cao thì cũng có học nhưng mà nó theo kiểu bị nó bị vụn vặt. Thì khi mình vào đây thì mình theo được một cái câu lạc bộ, nó có bài tập, nó có môi trường hẳn hoi tử tế, thì mình được theo nó gọi là nó một cách bài bản hơn. Thì cái thói quen ví dụ như thói quen bắt quả bóng hay là đổ người nào đỡ chấn thương thì nó sẽ chuẩn chỉ hơn, thì đấy là một cái ưu điểm. Cái thứ hai nữa, đối với em thì nó cũng như là một buổi gọi là sinh hoạt kiểu thể gia tăng thể dục thể thao thôi. Tức là cứ thêm một buổi thì lên đây thì giao lưu này, nó cũng có rất là nhiều người. Và lên đây quan trọng đặc biệt là nhận ra hóa ra có rất là nhiều người giống với mình. Hồi trước thì mình cũng thích nhưng mình cứ nghĩ là ôi có mỗi mình kiểu thằng hơi khang người thích chơi thủ môn, nhưng mà thực ra không phải. Hóa ra thì khi bây giờ mạng xã hội mạnh hơn rồi, môi trường mạnh hơn, thì mới biết là hóa ra anh em chơi thủ môn rất là đông. Thì đấy là những cái cảm nhận của em.